Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo và chúc các bạn một ngày mùng 1 Tết thật là vui, nhiều hạnh phúc và chúng ta có một cái năm mới nó đỡ thê thảm hơn năm vừa rồi. Okay. Thì video đầu tiên của năm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể chỉnh hình ảnh chụp Tết ha theo cái hướng đó là trong trẻo. Rồi, video này post vào mùng 1 Tết thì mình cũng không hy vọng gì nhiều là anh em coi, bởi vì tầm này chắc anh em xỉn hết rồi, nhưng mà cũng không sao. Đây, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng stock của bạn Ngọc Long ha. Stock của Ngọc Long chụp với máy Canon CR2 thì chắc cũng máy đời xưa xưa thôi, không phải là mới lắm, đời mới bây giờ là CR3 rồi. Nhưng mà không sao cả ha. Trường hợp các bạn sử dụng, các bạn chụp ảnh Tết á, thì hãy cố gắng chụp file RAW giống như Ngọc Long ha, để chúng ta có một cái chất lượng tốt nhất. Và để gọi là để trong trẻo á, thì nếu được anh em hãy cố gắng làm sao để chúng ta hãy chụp ở những nơi có ánh sáng tốt ha, và chụp file RAW để về chúng ta chỉnh theo cái hướng dẫn ngày hôm nay. Rồi, để chỉnh tất cả cái hình này thì mình đơn giản thôi, mình sẽ kéo toàn bộ file này vào trong cửa sổ Photoshop. Đó, và sau khi các bạn đã kéo vào rồi thì tự động Camera Raw nó sẽ mở tất cả hình cho chúng ta ở ngay phía dưới này. Và bây giờ mình sẽ chọn ra một tấm để mà mình chỉnh thôi. Sau đó mình sẽ synchronize, đã gọi đồng bộ tất cả những cái hình khác giống như là cái hình mà mình chỉnh ha. Rồi, cái cách đơn giản thôi, mình đang sử dụng ở trong Camera Raw. Giờ mình sẽ mở cái giao diện cho nó rộng rộng tí. Rồi, trong Camera Raw mình sẽ làm một cái bước rất là đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ cần phải phân tích một tí. Đó là nhiều anh em sẽ hỏi mình là làm sao để mà có một cái ảnh mà da của người mẫu nó hồng hào ha. Điều thắc mắc nhất của anh em đó là khi chúng ta chỉnh ảnh trong trẻo làm sao để da mẫu nó hồng hào. Thì cái chuyện chỉnh da mẫu á, thì mình sẽ có thể sử dụng được ở trong Color Mixer. Tuy nhiên nếu như chúng ta cần phải để ý ở cái khâu các bạn chụp hình nữa, nó là như thế nào thì đây mình sẽ demo bằng tấm này cho các bạn ha. Thì khi các bạn chụp hình á, cố gắng nói người mẫu đứng xa cái background, đứng xa những cái ảnh nền, những cái vật thể ở xung quanh. Ví dụ như ở đây một tấm ảnh này thì để gọi là đạt độ trong trẻo nhất hoặc là hồng hào nhất cho người mẫu nó sẽ tương đối khó hơn so với lại những bức hình khác. Lý do tại sao là bởi vì hình này người mẫu chúng ta đang đứng ở gần một cái vật thể có màu đỏ. Khi các bạn đứng để người mẫu đứng gần vật thể có màu đỏ hoặc là đứng vào bóng râm hoặc là đứng vào đại khái là những cái vật thể nó có cái màu sắc khác, nó ám vô màu da. Lý do tại sao nó ám? Bởi vì ánh sáng nó là một cái sự gọi là nó hắt sáng, mà kể cả những cái vật thể đơn giản như thế này nó vẫn hắt sáng. Cho nên khi người mẫu đứng gần, các bạn thể thấy ngay ở cái phần da phía bên mặt bên phải của người mẫu này nó sẽ hơi ám màu đỏ một chút. Màu đỏ từ đâu ra? Từ chính cái đèn lồng này ra. Thành ra để cho cái bức ảnh của chúng ta nó hồng hào nhất á, thì cố gắng nói người mẫu á, hoặc là các bạn chụp hình á, thì setup cho người mẫu đứng xa xa những cái vật thể khác ra. Vừa là để chúng ta có một cái ảnh chụp gọi là xóa phông một chút, người mẫu nó nổi bật lên. Thứ hai nữa là nó không bị ám màu ở những cái vật thể xung quanh người mẫu ha. Nếu như trường hợp chúng ta đứng ở gần, cái này thì nó chỉ hơi ám màu một tí thôi. Mình lấy ra làm ví dụ nhưng mà không có nghĩa là cái bức ảnh này xấu ha. Rồi, ảnh của Ngọc Long thì đa phần là chụp đẹp lắm. Và tất nhiên là còn một cái yếu tố khác nữa cũng quan trọng không kém mà trong cảnh trong trẻo, đó là người mẫu phải xinh. Ở trong hình này thì người mẫu xinh rồi, không cần phải ấy nữa. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới việc chúng ta chỉnh ha. Như mình nói đã, chụp thì chụp raw đúng sáng cho người mẫu đứng xa vật thể ra, ta cố gắng là như vậy ha. Và đứng ở những nơi có nhiều sáng tí, như là chụp ở ngoài mặt trời như này, ánh sáng đều tí thì càng tốt ha. Rồi, sau khi các bạn chụp xong rồi, chúng ta có một cái file hình về. Đây thì Ngọc Long đã sử dụng cái máy ảnh là 5D Mark 3 với cái ống kính gì đây? Ống kính này mình cũng không rõ nhưng mà chắc là 85 f/1.8 ha. Rồi, một cái bộ rất là ngon lành để cho chụp chân dung rồi. Để chỉnh thì bây giờ mình sẽ tiến hành chúng ta chỉnh đơn giản thôi ha. Gọi là chỉnh trong chụp ảnh trong trẻo thì các bạn cũng cố gắng chúng ta làm cho nó đơn giản nhất có thể thôi. Đầu tiên hãy quan sát ở trên cái histogram, cái lược đồ histogram này, xem thử chúng ta có đang bị dư sáng hay không. Nếu như các bạn không biết được cái cách để chúng ta coi thì các bạn có thể coi lại cái video về demo về khóa học Lightroom đó, thì mình cũng có hướng dẫn các bạn về histogram này, cách đọc histogram. Và đây thì mình giải thích đơn giản thôi. Các bạn nếu thấy chúng ta có nhiều cái lược đồ mà nó cong về ở phía bên tay phải nhiều thì nó đang bị cháy sáng, thì các bước làm đơn giản các bạn là hãy giảm sáng xuống. Trường hợp nó nằm ở dưới này thì các bạn hãy cố gắng tăng lên.
Và hai vấn đề đó là nếu như khi các bạn chụp và các bạn có thể coi được cái lượng đồ histogram trong máy ảnh á, thì hãy cố gắng để nó hơi thừa sáng một tí để khi các bạn giảm sáng xuống á, thì nhìn ảnh nó sẽ ok ha. Và thứ nhất, thứ hai nữa, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi các bạn chụp ảnh có dư sáng một tí thì các bạn sẽ có được những cái chi tiết ở trong khu vực tối ha. Còn trường hợp các bạn mà cảm thấy khi các bạn chụp hình á mà các bạn cảm thấy cái lược đồ nó nằm như thế này nè, lược đồ nó nằm hơi về phía tối á, thì chúng ta sẽ thao tác một cái đơn giản là chúng ta tăng sáng thôi, làm sao cho nó đều đều nhau như thế này. Nhưng nếu như các bạn là người chụp hình và các bạn thấy được cái lược đồ histogram ở trong máy ảnh á mà nó bị đẩy về phía sau nhiều á, thì hãy cố gắng tăng sáng lên để nó hơi thừa sáng một tí, và về chúng ta chỉnh hình á thì nó sẽ trong trẻo dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì ảnh tối á, mà các bạn tăng sáng lên á, nếu như ảnh gốc là ảnh tối và các bạn tăng sáng lên á thì nó sẽ bị một cái, đó chính là noise ha. Nó noise bởi vì ở những khu vực này không có chi tiết, cho nên khi các bạn tăng sáng lên thì Photoshop hoặc là Lightroom hoặc là Camera Raw nó sẽ cố gắng nó thêm chi tiết vào bằng những cái noise, bằng những cái hạt 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 kiểu như thế, và nó sẽ làm cho ảnh của các bạn nó bị hạt hay bị noise ha. Thì đó là một kinh nghiệm nhỏ. Rồi, ở đây các bạn sẽ chỉnh đơn giản như vậy thôi, cố gắng nhìn vào histogram. Như ở đây các bạn có thể nhìn bằng mắt thường cũng được, bởi vì màn hình mình đang sử dụng một cái màn hình tương đối tốt. Nếu các bạn cảm thấy màn hình của các bạn chưa đủ tốt, các bạn có thể nhìn lên histogram, các bạn cũng sẽ thấy được là cái phần chi tiết của chúng ta nó đang bị đẩy về phía giữa và phía đầu này nhiều hơn. Phía giữa thì ok bởi vì nó làm cho bức ảnh chúng ta nó sáng đều, còn ở phía này thì nó hơi sáng quá một tí, cho nên công việc của mình là mình giảm nhẹ xuống ha. Và ở cái phần contrast mình có thể giảm xuống để nó cái ảnh chúng ta nó nhẹ nhàng hơn ha. Giảm nó nhẹ nhàng hơn. Rồi, highlight thì thông thường với những ảnh chụp chân dung mình sẽ giảm highlight tương đối nhiều. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì mình muốn lấy được nhiều cái chi tiết nhất ở những cái vùng mà ví dụ người mẫu mặc áo trắng như thế này thì chúng ta sẽ lấy được nhiều chi tiết nhất, đồng thời là ở trên da ha, đồng thời ở trên da người mẫu. Khi các bạn giảm highlight xuống thì những cái phần bị trắng sáng ở phần mũi này, phần gò má này nó sẽ bớt sáng đi và chúng ta sẽ lấy được nhiều chi tiết nhất ha. Và tất nhiên ở đây có cũng một cái kinh nghiệm là hơi không liên quan tí, đó là nếu như các bạn muốn chúng ta có được cái chi tiết da như thế này thì hãy cố gắng sử dụng ống kính fix. Ống kính fix là ống kính có tiêu cự cố định, và khi các bạn chụp á thì cố gắng để cái khẩu độ từ 2.2 hoặc là 2.5, 2.8, 3.2 kiểu gì đó để chúng ta có cái dof, cái độ sâu trường ảnh nó vừa đủ để chúng ta lấy được nét hết từ trước tới sau người mẫu ha, nét hết tất cả từ trước tới sau người mẫu để chúng ta có thể có được cái phần chi tiết da. Chứ còn nếu như các bạn chụp mà các bạn để cái dof nó mỏng quá, cái khẩu độ nó mỏng quá, ví dụ 1.8, 1.4 kiểu ham ham khẩu đó, thì nó sẽ bị một cái trường hợp là nó sẽ lấy nét ở mắt, nhưng mà từ đây các bạn hình dung này, nó sẽ cái dof nó sẽ rất là mỏng, nó chỉ ở khu vực này thôi, nó chỉ được từ vùng lấy giữa vùng mắt thôi. Cho nên là lúc đó cái phần chi tiết da ở phần gò má này hoặc là ở cái phần trán, đại khái là những cái phần mà nó nằm ở khác biệt so với lại cái mặt phẳng 2D này, các bạn hình dung ha, thì nó sẽ có cái dof ha, và cái dof nó chỉ mỏng tới đây thôi, thì nó sẽ chỉ rõ nét được phần chi tiết da ở một dọc này thôi, còn ở phía trước phía sau thì nó sẽ không thấy chi tiết da và nó làm cho da chúng ta bị bệt ha. Cho nên nói túm gọn lại là cố gắng để khẩu là khoảng cỡ 2.5, 2.8 kiểu thế ha, đừng ham khẩu mỏng quá làm gì, đừng để 1.4, đừng để 1.8 ha, thậm chí đừng để 2.0 luôn, nói khi dùng 2.0 trở xuống thì thôi đừng 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 dùng ha, để khẩu nó vừa đủ 2.5 là đẹp nhất, ví dụ như trong hình này ha. Rồi sau khi bạn giảm highlight rồi, các bạn sẽ lấy được cái chi tiết da ở đó ha. Shadow các bạn sẽ tăng nhẹ lên để chúng ta có thể lấy được những chi tiết vùng tối ha. Đây, có thể tăng nhẹ cái shadow lên để các bạn thấy. Tuy nhiên có một cái note đó là highlight chúng ta có thể giảm nhiều nhưng shadow các bạn giảm ít thôi, bởi vì khi các bạn tăng cái shadow lên nhiều quá thì cái bức ảnh của các bạn nó bị bẹt ra, bởi vì sáng chỗ vùng sáng là chúng ta đã lấy hết cái chi tiết vùng sáng rồi, và vùng tối các bạn cũng lấy nữa thì nó sẽ không có cái chiều sâu cho bức ảnh về cái ánh sáng ha. Cho nên là tăng shadow tăng ít thôi để chúng ta có được cái chi tiết ở vùng tối là đủ ha. Chúng ta chỉ cần lấy được chi tiết vùng tối thôi. Rồi, và đây là trước sau, đây này, trước sau, đơn giản là như vậy thôi.
À, rồi ok, bây giờ chúng ta đã chỉnh về ánh sáng xong rồi, cái vibe brand mình có thể tăng nhẹ lên à, và đa phần là mình chỉnh vibe brand thôi, chúng ta không chỉnh saturation, bởi vì vibe brand khi bạn tăng lên nó sẽ làm cho ảnh của bạn nó có cái độ no màu nó nhẹ nhàng hơn ha, đại khái nó đẹp hơn cái saturation. Rồi về chỉnh cái temperature là cái quay ba lăng, cái cân bằng trắng ha, thì các bạn sẽ nhìn lên histogram, các bạn sẽ thấy ngay là cái histogram ta, cái phần màu đỏ nó đang vượt trội so với lại những màu khác, có nghĩa là cái ảnh này nó đang hơi nóng một tí ha, thì mình sẽ giảm nhẹ cái temperature xuống để cho nó cân bằng lại, giảm nhẹ xuống, giảm vừa thôi đừng giảm quá, ví dụ như là hồi nãy mặc định nó là 5.001 đúng không, thì mình giảm xuống 4.650. Con số này không phải là cố định nha, con số không phải cố định, các bạn cứ kéo làm sao cho nó phù hợp thôi. Ví dụ ở đây là nó sẵn đã nhiều rồi, cho nên là mình giảm nó cũng vừa phải, gọi là giảm bù trừ được bao nhiêu thì bù trừ thôi, chứ không nhiều quá ha. Nhiều quá nó thành nó không không ổn, bởi vì không có thứ gì gọi là hoàn hảo mà. Rồi, sau khi bạn chỉnh ánh sáng xong, các bạn có thể thấy được là cái bức ảnh của ta đã đủ trong trẻo rồi, chứ không chưa cần đến mức phải chúng ta chỉnh gì nhiều hơn nữa. Tuy nhiên ở đây thì mình có thể làm một cái bước chúng ta tăng sáng và tăng contrast lên một tí để cho cái ảnh nó trong trẻo hơn ha. Rồi, sau khi xong rồi các bạn có thể chỉnh thêm tới cái curve ha. Nếu bạn nào thắc mắc chúng ta muốn có thể chỉnh curve hơn một chút, thì ở đây đa phần curve thì mình sẽ sử dụng ở trong cái lightness, có nghĩa là cái phần kết hợp cả RGB ở đây, bởi vì chúng ta chỉnh trong trẻo cho nên là mình sẽ chỉ chỉnh đơn giản ở cái phần lightness thôi. Ở đây thì mình chỉnh gì? Đầu tiên là phần shadow mình sẽ giảm xuống một tí ha, highlight mình cũng sẽ giảm xuống, nhưng mà phần ở giữa mid tone mình sẽ tăng nhẹ lên, và ở đây mình sẽ cân bằng lại để cho nó giảm ít thôi, đừng giảm nhiều quá ha. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái vừa đủ tạo cái đây. Để các bạn hình dung được là mình vừa thao tác chuyện gì, đầu tiên là ở phần vùng tối, vừa nửa tối á, thì ở tất cả ở trong hình luôn nha, chứ không phải là chỉ ở vùng tối nào không, thì mình sẽ giảm giảm cái chi tiết ở vùng tối nó xuống. Tương tự ở vùng highlight mình cũng giảm xuống để mình lấy được chi tiết ở hai vùng đó. Còn ở phần mid tone thì mình tăng nhẹ lên, tăng nhẹ lên, và các bạn sẽ thấy đây, đó, ảnh chúng ta nó sẽ như thế này này, tăng nhẹ lên thôi nha. Đó, đây là trước. À, mình sẽ thay đổi con mắt của đây, trước sau, trước sau, trước sau. Hả, đây là trước sau của cái curve mình vừa tạo ra này, rất là ít thôi, nhưng mà nó cũng gây ảnh hưởng khá là nhiều ha. Ở đây thì highlight mình có thể đẩy nhẹ lên một tí, mình sẽ chỉ giảm bớt cả cái shadow thôi. Rồi, đây là trước sau đó. Thì như vậy là cái phần mid tone là cái phần đa phần ở da người mẫu thì nó sẽ nằm ở phần mid tone, có nghĩa là ở cái phần ánh sáng gọi là ở giữa đó, ở giữa từ trắng tới đen thì nó là cái vùng ánh sáng ở giữa đó, thì mình gần như giữ nguyên ha, mình gần như giữ nguyên. Còn ở những cái khu vực hơi tối và hơi sáng thì mình giảm nó xuống, và lúc đó làm cho cái ảnh của chúng ta có cái độ sâu nhiều hơn. Và ở đây có một cái note cho các bạn, đó là nếu như các bạn muốn gọi là chỉnh hình trong trẻo á, thì tuyệt nhiên đừng bao giờ nha thay đổi ở cái mốc ở cuối này ha, thay đổi mốc ở trên này cũng vậy luôn, đừng thay đổi ở những cái đỉnh, ở cái đỉnh, bởi vì khi các bạn làm như vậy thì ảnh chúng ta nó sẽ bị bền ha, nó sẽ không có cái độ gọi là contrast đủ đó đây này, bởi vì cơ bản là các bạn làm mất cái vùng đen, làm mất cái vùng sáng thì cái ảnh chúng ta nó sẽ mất cái độ cân bằng. Chúng ta đang muốn trong trẻo có nghĩa là mọi thứ đều cân bằng ha. Rồi, ok, đơn giản là như vậy, rất là về curve. Đi theo thì mình xử lý đơn giản thôi, sharpening tăng và mình sẽ mở rộng để mình tăng cái masking lên khoảng cỡ 90 mấy% để chúng ta nét vừa đủ ở khu vực người thôi. Sharpening mình có thể tăng hơn nữa để cho nó có cái độ nét cao hơn. Đây là trước sau đã ít thôi nhưng mà đủ. Rồi, chúng ta quay trở lại với optic này. Optic thì mình sẽ bật cái remove chromatic aberration để mà mình khử cái viền tím ha. Và nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể bật cái use profile correction này lên để nó sửa những cái lỗi, sửa cái lỗi của ống kính, đó là có thể là viền viền đen kiểu như thế. Rồi, geometric không chỉnh, calibration mình không chỉnh, mình sẽ chỉnh cái color mixer. Color mixer này thì mình sẽ tùy, cái này là freestyle theo ý các bạn thôi. Ở đây thì phần orange mình thay đổi đa phần là phần red, orange, yellow, green và blue nữa, nếu như ảnh của bạn có phần bầu trời ha. Red ở đây thì mình sẽ chuyển nó sang màu hơi hồng một tí để cái phần da của ta nó hồng. Đây mình sẽ zoom vô này. Red mình giảm xuống này. Giảm xuống ha, ở trước, sau, trước, sau.
nhìn vô cái phần môi các bạn dễ thấy nhất này, đây là trước này, sau, trước, sau, nó hồng hào hơn ha. Orange thì mình cũng sẽ kéo nó sang màu hồng một tí thôi, đừng nhiều quá, bởi vì ở đây nó sẽ là thuộc về phần da nha. Orange nó sẽ thuộc về phần màu da rất là nhiều. Trước này, sau, trước, sau, các bạn thấy khác biệt không? Nó sẽ hồng hào hơn đó ha. Yellow thì mình sẽ đẩy nó sang màu cam hơn một tí. Một tí thôi nha, bởi vì mình không biết các bạn ở miền Bắc như thế nào, nhưng mà ở miền Nam thì đa phần là chụp với cây mai. Thành ra là nếu yellow các bạn giảm về màu cam á, thì hoa mai nó không còn là hoa mai vàng nữa, nó trở thành hoa mai cam. Nó hơi kỳ, cho nên là mình sẽ chỉ giảm vừa phải thôi. Để mình giảm 10 thôi. Đây là trước, sau, trước, sau ha. Green thì mình muốn nó tươi tán hơn, cho nên mình sẽ đẩy nó sang cộng ha. Màu xanh lá cây của ta nó sẽ mát mát hơn. Trước, sau ha. Rồi, aqua thì tùy các bạn thôi, cái này không có bầu trời thành ra là mình cũng không thấy được. Tuy nhiên ở đây mình đa phần aqua thì mình sẽ chỉnh nó sang phần cyan một tí là giảm nhẹ ha. Và blue thì mình cũng sẽ giảm nhẹ. Rồi, đây là trước, sau, trước, sau, toàn bộ đó ha. Rồi đây là phần ánh sáng thì mình đang nghĩ nó hơi yếu, thành ra là mình có thể tăng sáng lên một tí cho nó vừa phải hơn. Rồi, sau khi xong rồi thì mình đã cảm thấy cái này cũng khá là ổn rồi ha. Và các bạn có thể so sánh trước sau này. Đây là trước, sau, trước, sau ha, trong trẻo hơn khá là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ synchronize nó với lại tất cả các hình khác. Mình chọn vào bức hình mình đã chỉnh rồi ha, và mình bấm Ctrl A để mình chọn tất cả hình còn lại. Sau đó các bạn sẽ qua những cái hình khác, các bạn sẽ có cái nút synchronize này, click chuột phải và chọn là sync setting. Sync setting đó là đồng bộ cái tùy chỉnh đó, và mình sẽ chọn hết luôn. Geometric những cái này không có thì thôi ha. Và chúng ta nhấn nút OK, nó sẽ đồng bộ cái điều chỉnh này tới tất cả hình khác ha. Và chúng ta sẽ có bức ảnh chỉnh sẵn luôn, tùy công cụ đã chỉnh sẵn rồi. Đây là trước này, sau, trước, sau ha, nó trong trẻo hơn, nhẹ nhàng hơn. Với hình này thì mình đang cảm thấy nó ám cái phần màu hồng khá là nhiều, nhưng mà chắc không sao ha. Hơi sáng tí không? Đây các bạn thể thấy histogram của ta nó bạt về cái phần màu sáng rất là nhiều. Và đây thì hình này thì mình có thể chỉnh giảm nhẹ đi một tí. Một tí thôi, đừng nhiều quá, nhiều quá nhìn nó lại thành ra lại tối ha. Highlight mình giảm nhẹ, là trước, sau, trước, sau. Đó, màu nó nhẹ nhàng hơn. Bức hình này cũng vậy này, các bạn có thể thấy nó bị cháy sáng tương đối nhiều. Nó không cháy nhưng mà nó thiên về màu sáng khá là nhiều. Thành ra là mình sẽ giảm nhẹ nó lại, giảm nhẹ lại, đó, tầm này. Trước, sau, trước, sau, đó, hồng hào hơn, nhẹ nhàng hơn ha. Rồi, tương tự với bức hình khác cũng vậy thôi. Như hình này thì khá là đều, thậm chí có thể là hơi tối nữa, cho nên là mình sẽ tăng sáng nhẹ lên một tí, tăng contrast lên chút. Đó, ở đây là trước, sau, trước, sau, hồng hào ngọn gàng hơn không. Rồi, bức hình này thì các bạn thể thấy nó đang bị ám đỏ này. Với những bức hình khác, phần màu da nó ok, nhưng mà qua đây thì các bạn sẽ thấy là cái phần màu da của ta nó lại hơi đỏ hơn. Thành ra là ở đây các bạn có thể giảm cái tint này xuống một tí để cho nó khử bớt đỏ ở toàn bộ hình. Khử bớt đỏ, khử bớt tím ở toàn bộ hình. Và lúc đó cái phần màu da của ta nó sẽ ổn hơn. Là trước, sau, trước, sau, hồng hào hơn rồi đó. Rồi, ở đây thì mình cảm thấy này cũng khá ổn. Rồi, giờ mình sẽ Ctrl A và mình chọn mở tất cả hình này ở trong Photoshop. Rồi, ở đây thì các bạn có thể làm tới những cái bước tiếp theo. Ví dụ chúng ta sẽ xóa rác nè, rồi chỉnh da ha, tùy ý các bạn ha. Các bạn có thể làm bất kỳ cái nào, các bạn sử dụng plugin là Portrait để các bạn có thể chỉnh da, hoặc các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật chỉnh da gọi là chỉnh ra trong 1 phút 30 giây đó, mình đã từng làm cái video đó rồi. Hoặc là một cái khác nữa là các bạn có thể sử dụng cái plugin plugin là Quick Retouch của mình, nếu như các bạn nào có ha. Rồi ví dụ ở đây xóa rác đi, các bạn đã làm chỉnh, các bạn coi cái video của mình rồi, các bạn sẽ biết bước đầu tiên để retouch mình luôn luôn đó là xóa rác ha. Đây thì mở nhiều quá có vẻ máy nó hơi lag, bởi vì mình vừa quay phim, vừa quay màn hình mà lại vừa chỉnh hình nữa, cho nên nó hơi lag tí. Bây giờ mình sẽ tắt hết những cái hình khác và mình chỉ giữ lại hình này thôi ha. Rồi, với bức hình này thì chúng ta sẽ xác định coi là rác nó nằm ở đâu. Đầu tiên nha, mình sẽ tô cho các bạn cái khu vực rác mà mình thấy này. Rác ha. Đây. Đầu tiên là cái này, nó rất là dơ này ha. Cái thứ hai nữa là tự nhiên ở đâu nhét cái này, chắc của mẫu, lì xì của mẫu hay sao đây, để đấy. Thậm chí là mình có thể xóa luôn cái ghế này cũng được. Đây cũng là rác này. Đây cũng là rác này, quá rõ ràng luôn. Ha.
và còn lại những cái gì mà các bạn cảm thấy nó thừa thãi quá thì chúng ta cũng thể xóa đi ha. Rồi ở đây thì xóa thì mình sử dụng công cụ cơ bản thôi, là mình sử dụng cái Path Tool hoặc là Spot Healing Brush cũng được. Mình thì mình thích sử dụng Path Tool. Thì đây mình sẽ zoom vô, sử dụng nút J, nút J là nút nằm giữa phím H phím K đó, để tới cái Path Tool nhanh. Mình đơn giản là chọn kéo đi thôi, chọn kéo đi. Cái bước này á nó rất là nhỏ, tuy nhiên sẽ có nhiều bạn để quên. Quên chúng ta không làm á thì lúc đó tự nhiên cái bức hình chúng ta nó mất bớt giá trị đi. Bởi vì bức ảnh sạch sẽ thì nó sẽ cho chúng ta có cái gọi là nâng cao cái giá trị của tấm hình hơn, nó gọn gàng sạch đẹp mà. Lúc nào cũng vậy. Rồi, ở đây cũng vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng công cụ là Clone Stamp. Đây, Clone Stamp Tool này ha. Mình giữ phím Internet lấy mẫu, sau đó mình bôi vào đây. Đó, để chúng ta click và xóa cái rác đi ha, cho nó sạch, cho nó gọn. Chứ còn để thì nhìn nó kỳ lắm, nó dơ dơ kiểu vậy. Hình Tết, Tết tư đầu năm đầu tháng mà nhìn bức hình rác không mà rác, cho nên là nó không ổn ha. Thậm chí là xóa cái dây này đi luôn cũng được, nếu mà người ta ai trong các bạn kỹ tính thì cứ zoom vô đó, những cái tiểu tiết kiểu như vậy thì chúng ta có thể xóa đi ha. Ở đây thì mình sẽ dùng công cụ là Clone Stamp để, bởi vì nó bị vướng cái này, mình sẽ lấy ở dưới này đưa lên đây hoặc là lấy ở trên này, bởi vì nó hơi tối ha. Rồi mình bôi ngang để mình xóa bỏ cái vật thể cũ ha. Đó, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tới retouch cho người mẫu ha. Người mẫu ở đây thì mình sẽ chỉ đơn giản là mình retouch da thôi. Ở đây cái bức hình này người mẫu đứng xa ống kính, thành ra là các bạn sẽ không thấy cái chi tiết da ha. Các bạn cứ thắc mắc tại sao hình của bạn không có chi tiết da, thì mình cũng nãy mình có nói rồi đó. Phần đầu tiên đó là bởi vì chúng ta set up máy ảnh á, làm ta để cái dot nó mỏng quá, đó là mở khẩu mà lớn quá, ví dụ 1.4, 1.8 thì cái chi tiết da nó nằm ngoài cái vùng nét. Còn ở đây cái vấn đề tiếp theo là bởi vì người mẫu đứng xa quá thì chi tiết da nó nhỏ làm sao mà thấy. Trừ khi nào các bạn sử dụng cái máy ảnh nó cực kỳ xịn, nó cảm biến nó rất là lớn á, nó lấy được những chi tiết nhỏ như vậy á, thì nó mới được thôi. Còn ở đây á, bức hình nó cũng vừa phải thì chúng ta không cần phải quá cầu kỳ ở chuyện chi tiết da ha. Thì đây mình sẽ chỉ đơn giản là mình sẽ retouch, là chúng ta sử dụng Clone Stamp, mình bỏ cái phần tóc thừa này đi ha, bỏ bớt đi đó, đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì mình có thể làm bớt thêm một tí nữa, đó là bỏ bớt cái gân tay đi ha. Đây sử dụng cái mình sẽ sử dụng Path Tool này, mình đơn giản chọn tới cái phần gân tay ha. Rồi đó, mình đưa lên rồi Ctrl Shift F và mình sẽ giảm bớt cái hiệu ứng của nó xuống ha. Đây nó bị nhòe rồi này. Đó, phần gân tay này cũng vậy thôi, mình sẽ lấy bớt rồi đưa lên đây, lấy mẫu của nó rồi và Ctrl Shift F giảm bớt đi đó. Ví dụ là mẫu vân vân tay này cũng vậy thôi đó, Ctrl Shift F giảm đi chừng cỡ 80% đó, cũng vậy. Cái việc mà chúng ta Ctrl Shift F fade này á, thì chúng ta sẽ làm cho cái việc retouch của chúng ta nó trông nó tự nhiên hơn, bởi vì các bạn sẽ không xóa hoàn toàn mà chúng ta sẽ chỉ gần như gọi là làm mờ nó thì đúng hơn, không thể gọi nó là xóa mà gọi nó là làm mờ thì mới đúng ha. Và làm mờ như vậy thì bức ảnh chúng ta nó vẫn có gân tay, nó không mất hoàn toàn nhưng mà nó nhẹ nhàng đi ha. Rồi ok, thì ở đây chúng ta có thể làm thêm ví dụ như là retouch da hoặc là cái gì đó tùy ý các bạn ha. Đó là chúng ta đã xong cái cách để chúng ta có thể làm một cái bức ảnh trong trẻo cho ảnh Tết, và mình hy vọng là cái cách làm này nó sẽ giúp các bạn có thể xử lý được những bức ảnh mà các bạn chụp cho người thân ở trong dịp Tết này ha. Và như mình nói là cái video này có thể hơi dài một tí, tuy nhiên nếu các bạn làm quen tay các bạn sẽ làm rất là nhanh, và bởi vì chúng ta có thể đồng bộ một lúc nhiều bức hình, thành ra là nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian cho anh em ha. Mình hy vọng là video này đã giúp ích được nhiều cho anh em. Và ở đây mình có những cái khóa học về Photoshop, về Lightroom, về blend màu nâng cao chuyên nghiệp, và các bạn có thể coi những cái hoặc là mua những cái preset blend màu của mình ở trên trang hoặc store.hoacphocphoto.com, hãy click vô những cái link đó, vào link đó để các bạn có thể tham khảo thêm ha. Và đây mình có những video khác, mình làm rất là nhiều video về Photoshop, về Lightroom, về Camera Raw, về Lumina, các bạn có thể coi qua nhé. Bye bye, mình là Hoàng Phúc từ hoacphocphoto.com. Một lần nữa chúc các bạn một năm mới vui vẻ và nhiều sự hạnh phúc. Bye bye.